Rồi thì cái hợp đồng mà OpenDisciplin nó dùng để xử lý cái phần mà access control đó, nó tên là ownable. Đây, nó sẽ tên, mình sẽ search thử cái hợp đồng ha. Ownable OpenDisciplin. Đây, ngay trên trang GitHub. Đây, đã, đây là cái thư viện ownable. Thì đây là có Solidity thôi, anh em phải đọc, phải hiểu thôi. Thì trong cái ownable này á, nó sẽ có sẵn cái các cái modifier của mình đây, ví dụ như nó có cái modifier only owner nè, là cái hồi nãy mình vừa mới viết á, thì nó cũng vậy thôi, nó trả về cái thông báo lỗi này. Ngoài ra nó còn có thêm các cái function khác liên quan tới access control, ví dụ như là renounce ownership. Renounce ownership có nghĩa là mình không cho ai làm chủ cái hợp đồng đó cả, tại vì có một số cái hợp đồng á, khi mà người ta công bố lên á, thì người ta chỉ cần cái owner để setup, để truyền vào setup một cái số thứ, một số cái thông số trong cái hợp đồng đó thôi, để đảm bảo cái tính minh bạch cho cộng đồng đó. Thì sau này á, nó sẽ gọi cái hàm renounce ownership, có nghĩa là không ai có thể được quyền thay đổi các cái biến mà nó đã set rồi, nghĩa là cái hợp đồng này là vô chủ, cái logic nó cứ vậy là nó chạy thôi, không ai được quyền thay đổi gì cả. Ở đây nó có cái function là transfer ownership nè, là để cái function nãy mình viết chain owner đó, là để chuyển cái owner của cái hợp đồng đó qua cho một người khác. Đây, public virtual, cái này là internal, là thằng này là internal nè, thằng này internal nghĩa là thằng thằng ownership này nó sẽ gọi cái thằng này đó. Thì nó về cơ bản thì nó chỉ có ba ba bốn chức năng vậy thôi, là mình sẽ có cái modifier kiểm tra owner nè, mình sẽ có thể renounce ownership nè, mình có thể transfer ownership đó, nó có ba chức năng chính vậy thôi. Ok, rồi bây giờ mình sẽ implement cái hợp đồng của OpenDisciplin này vào trong cái project mình đang tạo. Thì mình sẽ qua đây. Tại sao nó báo lỗi là tại vì mình chưa có cài cái thư viện này. Thì để cài cái này thì mình sẽ cài một cái gói của OpenDisciplin. À đó, rồi xong. Cài xong rồi nó hết báo lỗi rồi đó. Rồi bây giờ thì ở trong cái ownable này thì mình sẽ không cần cái hàm mà chain owner nữa, tại vì cái hàm chain owner này là nó có rồi. Mình sẽ bỏ đây. Mà mình không cần cái modifier nữa, tại vì có rồi. Và mình sẽ bấm vào đây, mình xem cái sụt của nó. Go to definition. Đây, đó là mình đã xài cái này nè. Ownable thì cái hàm transfer ownership nó sẽ là cái gì? Modifier của nó sẽ là only owner. Ok, thì ở bên cái chỗ file của mình á. Đây, only owner. Only owner. Cái này là o viết ngắn nè. À, mình còn thiếu một cái nữa là mình import xong á, thì cái hợp đồng này nó phải inherit từ cái ownable. Thì inherit bằng cách nào thì đây, ngay chỗ contract nè. Mình sẽ nói là is ownable. Rồi, khi đó thì nó sẽ gọi được cái hàm only owner. Ok. Bây giờ qua bên chỗ cái file test.
À, cái chỗ này mình không cần, trong constructor là mình không cần luôn. Trong constructor là mình không cần set cái này luôn, tại vì nếu mà nó ownable thì nó đã set rồi. Đây. Event. Đây, ở trong cái constructor thì nó đã làm cái chuyện này rồi, do đó mình không cần làm cái đó bên đây nữa. Ok, chạy lại coi. Rồi, sau khi mà sửa lung tung thì rốt cuộc cũng cũng chạy test được. Đó, thì cái cách cuối cùng là cái cách mà mình sử dụng các cái thư viện, các cái smart contract đã được kiểm chứng, là cái cách rất là gọn. Nên em nhìn vô trong cái smart contract này. Đấy, nó chỉ có vài dòng thôi. Mình chỉ import cái này vô, xong rồi mình xài cái này. Vậy là mình đã có được một cái smart contract khá là chuẩn, là có thể có được những cái chức năng về liên quan tới access control mà không bị các cái lỗi về access control rồi. Ok, cái video này kết thúc ở đây thôi.